Ok, hôm nay Quốc chia sẻ với các bạn cái cách mà mình muốn treo những cái tấm hình mình trong cái kính xe đó, xe hơi của mình đó, hay là mình muốn treo hình bất cứ ở đâu mà bằng cái cục 500. Thì ở đây là có cái miếng sắt này. Cái miếng sắt này ở ngoài sau là nó có cái keo mình lột nó ra. Xong rồi đó mình lột nó ra rồi mình dán nó vô cái mặt sau của cái tấm hình đó. Và đây là cái cục 500. Đây 500, cái này là tại vì Quốc mua cái này, Quốc chọn nó nhỏ để Quốc dán dán keo nó dính vô cái kính xe đó, cho người ta đừng có nhìn vô cái xe mình người ta thấy. Thì cái này ở trên mạng eBay nó bán đủ cỡ đó, mình muốn to hơn tí, lớn hơn cái cục này cũng cũng được. Nó đủ size đủ cỡ đó. Cái này cũng nó cũng bán ở trên eBay luôn. Đó. Thì Quốc lái xe cho công ty Uber đó. Thì Quốc không có muốn cái chữ này nó dính vô xe luôn. Đa số thì người ta thích dán vô cái xe luôn, nhưng mà Quốc chạy những cái lúc mà Quốc chạy cá nhân, Quốc không có chạy cho Uber đó, thì Quốc không có muốn cái chữ này nó nằm vô cái kính xe. Cho nên Quốc sẽ làm một cái cục hít 500 để Quốc tháo ra tháo vô. Thì ở đây Quốc có hai cái phong bì này là đựng đĩa CD nè. Mấy cái này là ở trong cái tiệm bán 1 đồng ở Mỹ, nó rẻ lắm. Mua cái này 1 đồng là mấy mấy chục miếng, 20-30 miếng á. Còn cái này ở trên eBay thì nó bán cũng vài 3 đồng cái à. Đó. Mình hít nó vô, bỏ cái hình á. Cái này cái cục này á, Quốc sẽ dán một cục thôi tại nó mạnh lắm. Quốc sẽ glue cái cục trắng này nè, là cục 500 nè. Quốc glue nó vô cái vị trí nào mà trong cái kính xe Quốc muốn. Rồi cái này á, là Quốc bỏ bên cái dán vô cái hình á. Thì khi nào mà Quốc lái xe Uber đó thì tại vì thường thường ở Mỹ mà mình đi ra mấy cái phi trường đó mình đón khách đó, thì họ phải cần mình dán cái chữ Uber vô cái xe của mình đó. Thì Quốc dùng cái cục 500 khi nào mà Quốc làm việc á, cái Quốc ịn cái hình nó vô. Cái khi nào Quốc hết giờ làm á, là cái Quốc tháo cái hình Uber này ra, Quốc bỏ vô cái hộc trong cái xe nào giống vậy đó. Thì Quốc sẽ cắt cái hình này ra cho nó vừa vô cái này, cái bì thư này. Quốc sẽ nhét cái hình của cái Uber này vô trong đây. Còn cái miếng sắt này để cho nó hít 500 á, Quốc sẽ đút vô dán vòng vòng ở trong đây giống vậy đó. Rồi cái Quốc lấy cái hình này Quốc che nó lên trên đây. Thì Quốc có hai cái hình đó, một cái thì Quốc bỏ vô một cái bì thư, cái kia Quốc bỏ vô cái bì thư này đó, thì Quốc sẽ dán keo nó lại đó. Khi mà hoàn thành rồi đó thì mình dán cái cục 500 này vô bất cứ cái chỗ vị trí nào cũng trong cái xe mình muốn cũng được đó. Mình glue nó vô là nó dính dữ lắm, super glue đó. Xong rồi cái mỗi lần mà mình làm việc đó, không phải là cái hình Uber này không, mà bất cứ hình gì mình treo điện thoại di động gì cũng được. Thí dụ như có một số người họ muốn xài cái điện thoại di động, cái họ tháo cái vỏ của cái điện thoại, mà cái vỏ ấy pin ngoài sau cái điện thoại đó, cái tháo cái keo này ra nè, dán vô cái điện thoại để Quốc chỉ cho cái ví dụ. Ok, thí dụ bây giờ đó là cái điện thoại này là Quốc có cái 500 ở ngoài sau á, nhưng mà
Nhưng mà quốc dáng ở bên trong á, chắc cái 500 nó hít cứng ở trong à. Có thể cục 500 nó hít cứng ở trong à. Nó hít cứng quá, kéo ra khó. Đó. Nè, bút có cái miếng này nè, đó. Mình muốn 500 mà vô cái điện thoại di động của mình. Xong rồi cái mình mua cái cục này nè, cái cục bự bự cũng được nữa. Ok, bây giờ Quốc cắt hai cái chữ Uber này xong rồi. Quốc sẽ ịn cái miếng sắt vô đây để cho cái cục 500 nó hít đó. Thì Quốc sẽ nhập nó lại để che cái 500 đó, là cái hình này là nó sẽ hai mặt. Đó. Đó thì ở chính giữa của hai cái này ấy, là nó có cái miếng sắt đó, thì mình dán cái cục 500 này nè, glue nó vô cái kính xe. Quốc sẽ gắn ở mép bên bên phía khách ngồi, ghế khách ngồi mà mày sao xe đó. Đó. Còn cái hình Uber này là Quốc in ở trên computer xuống. Đó. Nhập hai cái miếng này xong rồi mình lấy cái băng keo á, hay là mình lấy keo mà super glue á đó. Đó là mình ịn nó vô cái xe là nó dính bằng cái cục 500 thôi. Cái này nó tiện con gái là nó không có dính luôn, hết giờ làm á mình kéo nó ra. Còn mà hai cái miếng bì thư này mà nó có mỏng quá đó thì mình cắt cái miếng giấy nào cứng cứng á, mình thép nó lại cái miếng cứng á, để cho nó giống như nó dày dày một chút, ăn thua mình sở thích của mình thôi, vậy đó.